Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chết Chè Bông nha. Cả nhà ơi, mấy cái cây hoa hồng thanh tú mà hổm em có quay cho cả nhà mình xem nè. Trời ơi, hôm nay nó nở hoa quá trời đẹp cả nhà ơi. Đây, cái độ hoa nó phùng y như một cái bông hồng luôn ha. Và đặc biệt của nó là bông chùm như thế này nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, coi nè, đẹp ghê không? Đó, tuyệt vời, ông mặt trời luôn cả nhà ơi. Đây, toàn là nụ chùm không? Đó, bông chùm luôn nha cả nhà. Bên đây nữa nè. Trời ơi, coi nè, đẹp ghê không? Đẹp ghê không cả nhà? Nhìn cái độ phùng của bông nè. Wow, quá tuyệt vời luôn ha. Và đặc biệt nó thêm một ưu điểm nữa đây, cái đọt nó đỏ đẹp ghê không cả nhà. Đó, đây vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Đó, cái cây này là cái mấy cái vườn này là em trồng nè cả nhà, em trồng để chúng ta lấy bo ha. Đó, đây, trời ơi, con này cả nhà nhìn nè, quá tuyệt vời ông mặt trời luôn ha. Đó, đây, đọt đỏ tươi cực đẹp luôn. Rồi, ai thích cái hoa hồng thanh tú thì xin mời theo bước chân em, hãy cùng em xem cây giống nha cả nhà. Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, đây là cái hoa của hoa hồng thanh tú nè cả nhà. Thì phải nói hoa của nó rất là đẹp ha. Cánh của nó thì tầm khoảng 30 mấy cánh. À, thì cả nhà biết không, tại vì cái loại này á, là cái nụ gió cho nên nó ra không có bông chùm, chứ thường ngày nó ra bông chùm đẹp lắm cả nhà. Và đặc biệt nó có một cái ưu điểm hơn các cái loại khác, đó chính là trong một cái chùm hoa thì nó sẽ có một số cái có nhị và một số cái không nhị ha. Nhìn rất là đặc sắc luôn. Và đặc biệt loại này á cả nhà, thì chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Nó đặc biệt như thế này cả nhà nhìn nè. Đọt đỏ ha, đọt đỏ rực luôn, rất là đẹp luôn nè. Đó, loại này thì trời ơi cả nhà biết không, nó đang tạo mầm hoa nè, nó đang tạo nụ nhỏ dưới đây nè. Đây ha, loại này Tết cũng chơi được một ít hoa nha cả nhà. Đây, đó, nụ nè ha. Rồi, cây thì rễ đẹp nha, 2, 4, 5 trái bí luôn. Đó, đây, nè, cây thì cao khoảng 40 đến 50 nha cả nhà. Đó, lựa những cái cây cao ra cho khách ha. Đó, đây, nè, cả nhà nhìn nè. Đó, đây, có mấy cây cành nhánh ở dưới thì có, trên đây nó cũng cao khoảng 40-50 ha. Đó, đọt đỏ nha cả nhà, này về lấy bao vô tư luôn ha. Tết nay thì nó cũng có làm nụ cho một ít hoa để chúng ta chơi Tết nha. Đó, đây, trời ơi, cả nhà nhìn nè. Đó, đọt đỏ rất là đẹp, ví dụ như trồng thường ngày thì chúng ta có thể chơi hoa, chơi lá nè. Loại này á, thường ngày thì chơi lá ha, lá đỏ tươi. Mẹ em mới xịt thuốc á cả nhà, cho nên cả nhà nhìn nó đốm đốm ha. Thì trong những cái mùa mưa như thế này thì cả nhà cũng nên xịt thuốc ngừa nha, ngừa bệnh nè, ngừa bọ chỉ nè. Đó, cả nhà nhìn nè, trời ơi, cái đọt nó đẹp ghê chưa. Đó ha, cái này em bán giá 100.000 một cây nha cả nhà. Đây, cái bí 5 muối luôn ha. Đó, 100.000 một cây, 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em tặng một nha. Đó, đây, hàng cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Rồi, tiếp tục qua bên đây, trời ơi, có một cái lô đẹp cực kỳ, đó chính là cúc tỉ muội. À, người ta còn gọi là, hay gọi là cúc chờ nhau cả nhà. Em sẽ qua cho cả nhà mình xem ạ. Đây, tỉ muội chờ nhau. Đó, lô này cũng có bí luôn, 2, 4, 5 muối luôn ha. Đó, đây, đó, cây này nó già rồi nè cả nhà. Cái này mình ghép cũng được khoảng gần mùa rồi ha. Có nụ rồi nè, nó đang tạo nụ nè. Đó, loại này rất dễ xử lý bó hoa lắm cả nhà. Mình để vậy nó cũng tạo nụ nữa cả nhà. Đó, đây, cây nè, cành nhánh nè. Đó, rất là đẹp ha. Đó, em mở cho nó rất là dài luôn, dài để chúng ta lấy bo. Đó, đây thì giá là 100 luôn nha cả nhà, 3 cây bên em bao ship luôn ha. Ủa, cả nhà nhìn nè, dài lắm nha, già loại này về lấy bo ghép được ha. Nó đang tạo mầm hoa luôn nha cả nhà. Rồi, về bên đây, bên đây chính là cúc hoàng đế, còn gọi là cúc nhị đỏ, cúc lá gai là nó đây ha. Hoa rất là to cả nhà. Đây, đế thì cũng đẹp lắm, lò xo đủ kiểu ha. Đó, chiều cao thì cũng khoảng 30-40. Đó, giá thì là 100 luôn ha. Ví dụ như chúng ta thích loại này, thích loại kia, thích loại nọ thì ba cây bên em ba loại vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Rồi, tiếp tục về hàng bên đây nha cả nhà. Trời ơi, bên đây già già, bên đây rất là nhiều loại giống mới lạ luôn nha. Đây, đây chính là cúc cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát. Trời ơi, loại này bông to lắm nha cả nhà. Đọt nó cũng đọt đỏ nha, bông nó dữ lắm, to. Đế nè, đế nè, lô này đế thú không nha cả nhà. Đó, giá cũng 100.000 một cây ha. Đó, đây, thế nè. Ồ, rất là đẹp, cây này giờ cứng cáp hết rồi, lấy bo được luôn ha. Rồi, tiếp theo đó là một cái nữ hoàng pha lê. Đó, đây, nữ hoàng pha lê nha. Đó, đây cả nhà. Rồi, cũng giá 100.000 luôn nha cả nhà, bao ship luôn 3 cây ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây, hay cúc VIP. Đây, trời ơi, cái bông đẹp quá trời đẹp cả nhà ơi. Cái độ phùng nó y như cái bông hồng luôn nè cả nhà. Nè, cái này nó nở mấy ngày rồi nha, mà nó đẹp vậy nè cả nhà. Đó, em thích, em mê nhất là cúc VIP luôn cả nhà nhìn nè. Y như một cái bông hồng luôn cả nhà. Đẹp cực kỳ luôn ha. Đó, loại này thì em bán giá 80 thôi ha. Đó, rễ thì cũng đủ kiểu nha, đủ kiểu hết, 80 ngàn. Đó, đây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây, cúc hoàng hậu bông chùm.
Trời ơi, bông cũng đẹp dữ trời luôn nha cả nhà. Đó đây ha, cây mập lắm, em để nó cao tầm khoảng 60 luôn cả nhà. Lấy bò vô từ thoải mái luôn ha. Đó, cũng 100.000 luôn. Ai thích loại nào alo cho Vườn Mai Chiếc Chè Bông nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.